Hello anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình lại tiếp tục cái series tổng hợp những cái địa điểm để cho anh các em farm tiền và farm cấp. Thì hôm nay sẽ là một cái video chỉ nói về farm cấp thôi. Thì mình sẽ đến lại cái slide số 6 của mình, đó là hồ quay mút. Thì hồ quay mút này thì là một cái hồ map ở level 22 và chúng ta sẽ chỉ đến đây để cái cấp thôi các anh em nhá. Thì tại sao mình lại nói là chỉ đến đây để cái cấp? Vậy vì là cá đây, cái loại cá mà mình có thể farm được, mình có thể lời tiền được, thì nếu mà so với lại cái hồ 18 thì nó sẽ không không quá là hơn được bao nhiêu hết. Và cá đấy rất là lớn và các anh em hầu như là không thể bỏ con cá đó vào giỏ cá của các anh em, nên là mình sẽ chỉ cái cấp ở đây thôi. Thì cấp độ chúng ta sẽ farm ở đây là khoảng 25 đến 30. Tiền vào map sẽ là 7.800, tiền mua vé sẽ là 4.000, khá là mắc. Loại cá thì mình sẽ farm một con tên là lake trout. Cách câu thì mình sẽ sử dụng lure và đi thuyền. Về cái mồi lure thì các bạn có thể sử dụng narrow spoon hoặc là medium spoon. Thì cái này các bạn sử dụng to một tí cũng được, 42 gram chả sao. Thì con này to mà. Thì đầu tiên thì giống như bao clip thôi, thì mình sẽ nói về cái setup. Và trước khi mình đi vào setup thì mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ nhỏ rằng mục tiêu của chúng ta farm ở đây chỉ là để chúng ta lên level 30 và để chúng ta đến với hồ Sandcrock Lake. Và khi mà chúng ta vào hồ Sandcrock Lake thì các bạn phải có ít nhất là 120.000 tiền. Vậy nên các bạn phải làm sao đó, các bạn phải farm làm sao đó các bạn. Khi các bạn rời khỏi hồ Whitemud Lake và đến cấp độ 30, các bạn có 120.000 tiền. Thì đấy là cái lưu ý rất quan trọng ha. Thì mình không biết các bạn sắm đồ như thế nào, các bạn mua thu chi ra sao, nhưng mà đến 30 là phải có ít nhất là 120.000 tiền. Nhiều hơn thì tốt. 130, 150.000 thì quá tốt, quá tuyệt vời nha. Rồi quay lại với lại setting. Setting thì chúng ta sẽ cần phải setting một cái cần lure. Thì mình sẽ nói về những cái mà tốt nhất ở cái level 20, 25 đến level 27 thôi ha. Thì mình nghĩ là chắc là level đấy thì các bạn sẽ vào cái hồ này rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải coi cái dây. Dây thì chúng ta sẽ có level 25 thì chúng ta sẽ có cái dây ok nhất, đó là dây braid 0.22 là 7,7 kg. Đó. Thì sau đó chúng ta mà lên được cấp ấy, lên được đâu đấy cấp 27 đi ha, thì chúng ta sẽ có mono 0.4 là 9 kg. Thì đấy là 28 thì khỏi nói rồi, 28 là 9 kg mốt rồi, thì không không cần phải nói nữa rồi. Thì sẽ là hai loại dây này cho cái việc là các bạn có thể sử dụng câu lua con lake trout này. Con này thì không có răng nên là không, các bạn không cần phải lo nhiều cho lắm. Tiếp theo đến với lại máy thì chúng ta sẽ có một vài loại máy mà chúng ta có thể mua được ha. Thì máy thì các bạn lưu ý rằng con cá này là một con cá chạy rất nhiều, vậy nên là các bạn chọn giúp mình một cái máy nào ratio cao một chút xíu. Ví dụ như là con máy level 26 này thì các bạn sẽ thấy là ratio nó là 6.1 ha, tức nghĩa là nó sẽ quay được 6 vòng trên một giây ấy. Đấy, thì các bạn chọn giúp mình cái máy nào nó ratio nó cao một chút xíu, ít nhất là phải là 5 chấm. Ví dụ như con Brim này, Mark Rock thì nó hơi thấp, nhưng mà ý là mình nói cái ratio ha, thì nó là 5.5:1. Thì mình thấy là level 26 thì con này là con ok nhất ha. Ok, đương nhiên level 27 thì nó sẽ có cái con ngon hơn một chút, là con anh em của nó. Ok ha. Còn nếu như các bạn nào muốn mà xài lua mà máy ngang ấy, thì Helios 3000 sẽ là lựa chọn tốt nhất, với lại cái ratio là 5.8. Mark Rock sẽ là 8.5 kg. Ok. Cuối cùng là đến với cần lua thì đầu tiên thì sẽ là cần lua máy đứng. Sẽ là level 25 chúng ta còn có cái con Thora 240 này, là con đã xài được rồi. Không cần phải mua con mắc tiền quá. Anh em của nó là con Thora 210. Thì mình thấy hai con này khoảng cách có 300 đô thôi, thì nếu mà anh em muốn sắm thì anh em nên sắm mẹ nó còn 240. Nếu các anh em nào muốn quan tâm máy ngang thì các anh em có thể quan tâm con Farcaster này.
anh em phải lưu ý rằng là mình phải mua máy cần và dây làm sao để cho nó phù hợp với nhau. Ví dụ như mình đang set một cái bộ 7.7 kia hồi nãy ha, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một con Thora 210, không có vấn đề gì cả ha. À, thì các bạn vẫn phải giảm một lực thôi, đó là điều chuyện bắt buộc của cái việc các bạn chọn máy ha. Thì mình nghĩ rằng là level 26 các bạn quất cho mình con máy Big River, sau đó các bạn múc cho mình một cái cần cần lua máy đứng ha. Thì mình nghĩ là con hay level 25 hoặc con level 22 đều là những con có thể sử dụng được ở trong cái tầm giá của bạn, và các bạn phải tiết kiệm tiền để còn vào level 30 nữa. Ok ha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với mồi. Ở đây level 25 thì chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đối với Narasubun, đó là Narasubun 21g câu đêm. Còn cái màu ấy, màu thì phong thủy các bạn ha, Medium Subun. Các bạn chọn giúp mình mua cho mình con Medium 14g một con, và sau đó các bạn backup cho mình hẳn một con Medium 42g cho nó chắc cỡ. Mình có màu đỏ rồi, mình sẽ đóng thêm con màu vàng này. Ok, that's it. Mình sẽ mua nốt con Naro hồi nãy để cầu test cho các anh em ha. Chắc là xài màu đỏ màu vàng thôi, là màu xanh đi. Chậm lắm. Cuối cùng đó là cái một trong cái mà quan trọng nhất ở cái hồ này, đó là chúng ta cần phải mua một cái kayak. Thì ở cấp độ 25 đến 27 các bạn hoàn toàn có thể mua một con kayak. Con này thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn một chút. Thì mình nghĩ là cấp 27 các bạn qua hồ này các bạn mua cũng được. Kiểu các bạn mua được con kayak mà ngon nhất rồi thì các bạn xài luôn. Nhưng mà các anh em có kayak sẵn thì từ từ mấy event thì không sao. Còn không thì các bạn có thể mua tạm một con kayak đều 22, nhưng mà bằng giá mà nó hơn tốc độ thì mình vẫn khuyên là nên mua cái con 27 này hơn. Kayak thì mình có sẵn rồi ha, để có cái con này xài đỡ. Thì chắc là mình sẽ không mua thêm một cái cần lua nữa để mình có thể để hướng dẫn các bạn, mà mình sẽ sử dụng cái cần lua mà mình có sẵn đi ha. Thì bây giờ ở đây mình có sẵn một cái bộ cần lua máy máy ngang. Cái máy này thì mình nhận được từ event, nên là chưa câu bao giờ, mình đem ra coi như là flex một tí. Ok ha. Để trước khi vào các bạn phải mua vé vàng chắc chắn rồi. Let's go. Rồi, các bạn sẽ đến cho mình cái điểm câu cái thuyền. Ok. Cái cần đẹp phết các anh em ạ. Rồi ạ. Thì bây giờ sau khi các bạn đến cái chỗ này rồi thì các bạn hãy lấy cái gọi là gì, lấy cái chấm, các bạn chấm cho mình một cái điểm ở đâu đấy, nó ở trên này, ở cái khúc mà các bạn sẽ nhìn thấy nhá, là từ cái điểm này các bạn trở ra ngoài nó sẽ sát cái bờ đá này. Các bạn chấm cho mình cái điểm như vậy, sau đó các bạn lên thuyền và các bạn chèo ra, hay là mình xin phép đi thuyền máy các bạn nhé. Review nhưng mà hơi lười ấy, kiểu chèo thuyền tay cũng hơi mệt cho con nhân vật của mình ấy. Đây thì các bạn sẽ chèo thuyền làm sao để cái mũi thuyền của các bạn sẽ hướng về cái phần đá này. Đây, như thế này ha. Đấy. Các bạn sẽ dừng lại. Thì trước khi mà lua thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải đến cái giờ cao điểm. Đây là 1 giờ ha. Ra các bạn ném cho mình ra cái gần cái cục đá này ha, là đều kha. Mình sẽ ném ra này. Đấy, các bạn có thể lua 3 thanh lực, 3 mức lực kéo ấy cũng được, không cần phải quá câu nể đâu, nhưng mà các bạn phải cho cái mồi các bạn chìm xuống ở đâu đấy khoảng một nửa ha. Đó, sau các bạn lua. Đấy, dính cá rồi các bạn. Đấy, thì khi mà cá dính thì nó sẽ kéo thuyền ú rồi, thì các bạn phải luyện tập một cái kỹ năng gọi là kỹ năng kéo thuyền các bạn ha. Đấy. Con này là con Atlantic Salmon, nó không phải là cái con mà chúng ta đang kiếm. Đấy, nếu kéo xong một con thì các bạn lại phải quay thuyền lại. Nhưng mà mình làm sao để cho cái mũi thuyền của mình luôn nó thẳng với con cá nhỉ? Thì chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn một chút về cái kỹ năng đang lái thuyền. Làm sao để cá nó lên nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ xài thử Medium Spoon đi ha.
Thì các bạn thấy cái chuyện mà mình xài một cái mồi câu đêm mình vẫn câu được cá, chuyện buổi sáng là chuyện rất là bình thường. Thì nếu như các bạn câu đêm thì các bạn có thể sử dụng cái con Narrow nhiều hơn. Còn các bạn câu câu ban ngày thì các bạn có thể xài Medium Spoon. Tuy nhiên rằng có một cái điểm lưu ý khi mà mình có thể mình sử dụng hai mồi, đó là cái chuyện reset mồi. Thì các bạn cảm thấy rằng là mồi này nó lua mà cá nó không ăn nữa thì các bạn nên nên chuyển sang một cái mồi khác để cho dễ lua. Đây, cái mồi đang chìm xuống một nửa ra thì mình sẽ bắt đầu lua ha. Đấy, dính ngay các bạn. Đây, con này chắc là nhỏ rồi. Đấy, chạy bao nhiêu? Đấy, thì khi mà cá cắn nó sẽ kéo thuyền các bạn này theo. Xong rồi Con con split con hoàn toàn các bạn có thể keep được khi mà các bạn câu. Còn cái con hồi nãy của mình này là con 8 ký này, là mình nhớ là các bạn qua hồ này thì các bạn vẫn sử dụng cái giỏ ở bên hồ level 18 ha. Thì đó là cái giỏ 7 ký, chắc chắn là nó sẽ không keep được. Vậy nên là mình nói là cái chuyện là cá đây rất là to và các bạn sẽ thường xuyên phải bỏ con cá đi, mà mình chỉ farm kinh nghiệm thôi là chính rồi. Rồi, chúng ta sẽ đợi con mồi chìm xuống một chút. Mình sẽ ráng để cái để con mồi ở đây nhìn cho dễ nhìn một chút. À, thì nó chìm như thế này là ok rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ lua. Thì cái việc mà các bạn để ba lực kéo hay hai lực kéo nó không quá quan trọng. Quan trọng là các bạn phải duy trì được cái nhịp của cái con lua ấy, nó không bị đứt quãng ha, là được. Thì tỷ lệ các bạn sẽ có cá ăn là rất là cao. Với lại cá ở đây thì có một cái điểm lưu ý rằng là các bạn mỗi ngày chỉ câu được đúng một con uni lấy chút ở đây thôi. Vậy nên là nếu các bạn câu được một con uni và các bạn muốn săn uni tiếp thì các bạn có thể qua ngày. Thì các bạn cứ câu thử, ví dụ như là mình câu như này, mình câu một đường này mình câu không lên cá, đấy mình kéo thêm một đường nữa, xong rồi kéo thêm một đường nữa không thấy cá cắn thì mình sẽ đổi đổi qua một loại mồi mới, nó giống như kiểu là một cái gọi là reset mồi. À. Đây rồi, con này có vẻ là lớn hơn những con khác. Đấy, đấy thì các bạn đây sẽ hướng dẫn các bạn để lái thuyền. Đây là một con lớn ha. Thì khi mà cá chạy sang bên trái thì các bạn sẽ nhìn đưa cái cần của các bạn sang bên phải và đừng để tụng dây các bạn ha. Tụng dây là không nên. Đây. Con này lớn này. Đấy, con này là con châu Phi. Thì các bạn thấy không? Con châu Phi nó là lớn như thế này rồi. Đấy. Thì cái con uni nó sẽ lớn hơn. Đây là mình sử dụng cái cần cấp cao nên là mình sẽ bị giảm kinh nghiệm, đó là chuyện bình thường ha. Ta cần phải săn con uni. Rồi. Cố gắng đừng để bị lật thuyền đen màn hình nhiều quá các bạn nhé. Và có một điểm nữa rất quan trọng đó là các bạn không được neo thuyền. Neo thuyền là cái biển mỏ neo này. Các bạn mà neo thuyền là kéo các bạn khóc luôn đấy. Thật, có khi là mất cá luôn đấy chứ. Đây, con này có vẻ bự này các bạn. Nè, mình sẽ cố gắng ví dụ cả kéo bên phải, mình sẽ đẩy cái bên trái à. Đấy. Để cho thuyền không bị lật đó, lúc mà tụng dây các bạn nhìn lên trời. Trời, châu Phi. Mong đây là một con uni. Có thể là uni đây rồi.
rất khỏe các bạn ha. Đây các bạn sẽ cố gắng lái thuyền, ví dụ như là cá đang chạy bên trái các bạn. Đấy, nghiêng cần bên phải này. Đừng để tụng dây à. Tụng dây thì các bạn ráng nhìn lên trời ha. Đấy. Đó có phải là... Đó là... Đây rồi. Ha. Thì đây là một con Unilechut. Đấy. Các bạn có thể xem rằng Uni thì cái mức độ kéo nó sẽ khỏe hơn, và đặc biệt rằng nó sẽ tầm cỡ khoảng 20 cân, nên là các bạn sẽ vào đây chỉ để farm kinh nghiệm thôi các bạn ha. Ok, thì có một điểm lưu ý rằng các bạn phải biết, đó là mỗi một ngày ở trong game thì các bạn chỉ câu được một con Unilechut mà thôi. Vậy nên là nếu như các bạn muốn farm thật nhiều Unilechut thì các bạn phải qua ngay. Tuy nhiên rằng là các bạn đến đây để farm kinh nghiệm, vậy nên là các bạn sẽ phải để ý những chuyện đấy. Ok ha. Thì nếu như các bạn chưa câu được Unilechut thì các bạn vui lòng đừng qua ngay ha. Hãy cố gắng để có thể câu được con Unilechut rồi qua ngay. Vì đây là một con rất nhiều kinh nghiệm. Ok. Video này của mình thì mình cũng sẽ không có lưu ý gì quá nhiều về các mission ở trong game. Thì chắc là mình cũng sẽ không hướng dẫn, tại vì hồ này là hồ mình đến chỉ để farm kinh nghiệm mà thôi. Nếu như có một ngày nào đó khác thì mình sẽ rảnh rỗi và mình sẽ nghỉ chỉ cho các bạn một vài cái cách để các bạn có thể ngồi làm những cái nhiệm vụ như thế này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.